Em Loan mến chào anh chị đã ghé kênh Cờ Tướng TV của em. Hôm nay em xin gửi đến anh chị hai ván cờ tướng giữa tài khoản có tên là Đỗ Minh Tú khi lần lượt đối đầu Vương Bân và Tào Nhâm Lỗi. Hai ván cờ được trực tiếp trên kênh Tượng Kỳ Cờ Tướng Thế Giới. Mời anh chị cùng xem. chơi đến đây, Vương Bân không thể đỡ nổi, vì vậy, Vương Bân đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha. Chơi đến đây, Tào Nham Lỗi không thể đỡ nổi, vì vậy Tào Nham Lỗi đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.